Dạ mến chào quý ông bà cô chú anh chị. Hôm nay thì mình có dịp quay lại nhà của bạn Tú mà lúc trước mình có chia sẻ về cái căn nhà lá đó. Mọi người cũng có yêu cầu là quay lại để cho mọi người xem là sau 4 năm thì căn nhà nó như thế nào. Nên hôm nay mình cùng với bạn Tú là đi về nhà của bạn Tú để tham quan lại cái căn nhà. Cái ruộng ấu này là giáp ranh với bên đúng nhà rồi. Mình đúng không? Ê, cái này rồi mình vô, cái này rồi người ta thu hoạch sao? Ở dưới đây nó có ấu sẵn chưa? À thì nó lớn thì tới chừng thu hoạch thì ta xuống ta nhổ lên thôi. Ừ, nhưng mà mình đâu có biết thời gian bao lâu ha. Ừ. Bây giờ đi vô nhà hay là đi đâu? Đi vô nhà. Chứ còn cái khúc đó là hình như nguyên thẳng đó phải không? Quẹo qua đây là tới khúc đó là hết đất nhà mình đó. Nhưng mà bây giờ cái đó là trồng chuối đúng không? Đúng rồi. Mà bao lâu rồi bạn Tú mới đi về nhà này? Chắc cũng ít lắm đúng không? Không có thường xuyên đi vô đây. Thấy cây có một tùm nè, tại giờ do là bận rộn công việc quá nên không có thời gian. Đây, cái đường đi nó hơi tùm nha mọi người. Ủa thì bây giờ mình đi vô mình không đóng cửa hả? Mình mở cửa luôn hả? Được không? Được. Ở trong đây mà nếu như mà hả? Đọt dán lồng. Ừ. Dán lồng. Đọt dán lồng. Trong đây mà nếu như mà có thời gian gom củi chặt là nhiều củi lắm á. Ê bên đây có cây cà na nữa nè Tú. Nguyên cái này đó dạ là trồng nguyên cái ao này là cà na không đó. Xung quanh bên đó đó ha. Ừ. À. Rồi cái ao cái ao này lúc trước nuôi cá rồi bây giờ hết cá rồi giờ bỏ. Còn cá đó nhưng mà cá chắc nó trốn. Lúc trước là tôi nhớ là con cá cá điêu hồng rồi cá hường đúng không? Vậy? Vậy hả? Rồi giờ bỏ cái nó tự động mấy cây ao mát á. Nó bò nó mọc tùm nó phát triển luôn. Ở dưới đây là nếu như mà mình không có ấy là cá sao đâu nó cũng không có sống, nó cũng không lớn được đâu. Trời ơi, giờ đi vô cái này mới đúng nhà vườn luôn nè. Hồi lúc trước không có chuối gì hết trơn, giờ có nhiều chuối. Ê kìa trên đó có quả chuối múc trên đó kìa. Kìa trên đó kìa. Ừ nhìn ngó. Ừ. Không có thời gian mà. Kìa bên đây cũng có bắp chuối nữa kìa. Đâu? À ok, quả này là chuối chín luôn. Đây nè. Chuối chín luôn rồi. Rồi sao hái được? Mình lấy cái cụ móc mình sẽ móc. Bạn Tú chia sẻ là 4 năm rồi là bạn Tú vô đây chỉ có vài lần thôi. Dưa. Ơi có cây dừa có trái này hái được nè. Ừ. Trong nhà hình như có cái đồ móc dừa. Ừ. Chút ra đây móc dừa uống. Đây chuối chín luôn rồi kìa. Nhà bên hái chuối đây đây nè, cái lụ nè bạn Tú chia sẻ nè. Cái lụ bỏ rơi bỏ rớt nhìn nó mọc cái trái này đâu có ăn được đâu, để nhìn chơi vậy đó. Cái lụ mini. Bên đây quá trời dừa luôn. Có cái này là cái gì quên rồi. Cái này nè. Rồi cây nước, cái cây bơm nước. Cây bơm nước mà giờ nóng quá rồi cái nó cũng không có nước nhiều nữa, không có nước. Nè bên đây mấy cây dừa này quá trời trái luôn nè. Ôi ôi. Bây giờ cái xích đu này cũng còn hoạt động được nè. Ngon lạnh. Sao mà hồi đi mình đã quá mỏi chân. Đây, để nguyên mình mời vậy? Để mình nói em mình lấy nước ra mời bạn Nguyên luôn. Nguyên cảnh căn nhà. Cảnh căn nhà này lúc trước là nhà gỗ nè. Bây giờ cũng vẫn vậy nhưng mà nó hơi cũ một xíu. Lý do là không có ở thường xuyên á. Lúc đợt trước á thì mới vừa cất xong thì khoảng vài tháng là mình lên ha. Nhưng mà lúc 4 năm trước là cũng lên ngay đợt 30 tháng 4 nữa nè. Rồi giờ mình quay lại nó cũng căn nhà nó cũng như thế. Thì tất nhiên nó cũ hơn xíu rồi. Tại vì cái này là cái làm mình làm giống như cái nhà nghỉ mát cái chòi thôi chứ không phải là nhà ở. Đi vườn xong rồi vô đây ngồi chơi. Nãy giờ cái vườn quá trời chuối luôn. Đây. Đây có quà chuối nè, ở đây quà chuối nữa. Rồi bạn Tú mới vừa than mệt rồi giờ vô đây ăn bánh này. Quá trời quá đất. Ôi cái này trong nhà có sẵn ngoài chuối luôn hả? Mời bạn Nguyên ăn
ăn chuối. Ê lộn, lấy cho tôi trái chuối thôi. Em lấy cho miếng chuối khô cho chị Quyên. Thôi ăn chuối này đi. Ăn chuối xiêm. Nè ngôi nhà lúc trước bây giờ vẫn như thế. Có một cái là nó hơi bụi, lý do là không có ai ở. Đây. Mà cũng không có thời gian để vô để chăm sóc vườn. Mà bạn Quyên ăn chuối. Nhiều khi đi vô chút xíu cái hái chuối hay hái dừa gì cái đi về đúng không? Đây là sản phẩm chuối khô nữa. Đây là chuối khô nhà mình làm. Ủa người chưa ăn cái này sao giới thiệu tới cái đó? Ừ. Vậy phải ăn cái này trước đi rồi cái đó giới thiệu sau. Quá trời sản phẩm này. Uống nước. Quá trời có cây mít ngoài đó, cây mít đó chắc biết bao nhiêu năm rồi đó trời. Không có chăm sóc cái mỏ cái nó bị thúi luôn kìa. Cái trái bự quá trời luôn mà thúi. Có cái bên đây giờ phải, nhưng mà ở này mà nếu như mà ở dưới quê á, cái mình cho người ta vô vườn cái người ta kéo tàu dừa hay gì cái người ta dọn dẹp cho mình luôn ha. Còn ở đây người ta đâu có cần mấy cái này đâu. Thời bếp ga không. Còn những người mà người ta cần á thì mình không quen sao mình dám cho vô, với mình đâu có thời gian. Không có thời gian vô đây nữa, lấy đâu mà có thời gian mà canh chừng người ta để người ta dọn dẹp. Thì xung quanh mọi người thấy rất là nhiều dừa với chuối luôn, nhưng mà không có chủ nhà không có thời gian để người ta vô đây người ta đốn chuối cũng như là người ta chăm sóc nên nó hơi tùm. Quá trời vỏ dừa chuối. Người chủ nhà sau thời gian dắt bạn đi tham quan vòng vòng thì giờ chủ nhà mệt rồi, nằm luôn rồi. Thì chắc video của mình đến đây kết thúc đi chứ giờ chủ nhà quá mệt mỏi. 4 năm mà vô thăm nhà có 2 lần thôi. Lý do là giống như là cái đường vô nó hơi vất vả đó. Cỏ nhiều quá, sợ. Với đây nè, cái này là nếu như mùa mưa chắc nó bị dột quá tốt. Ha. Lập lá lại. Bây giờ lá mua hơi khó à, phải đặt người ta mới có đó. Đây mọi người thấy nè, cảnh lúc trước là mình ấn tượng với cái điểm này nè, cái nhà mà mình dỡ ra để có cửa sổ á, kéo ra kéo vô vậy nè. Đây bây giờ thì cái nhà trở thành nhà kho rồi, chứa các vật dụng để chăm sóc cây trồng, nhưng mà không có thời gian luôn để đi vào luôn. Rất là tiếc. Rồi thì video của mình đến đây cũng đã kết thúc. Mến chào tạm biệt mọi người nha. Hẹn mọi người ở các video sau ạ.